Anh có khui luôn không? Đây, nguyên liệu phong thùng. Hello anh em, rất là vui hôm nay mình lại được trả hàng một đơn XF139315, đơn đeo mà được set up 300 đô bên Mỹ đấy. Anh em đặt đợt trước ấy, thì tình trạng như này. Hôm nay trả hàng cho anh hàng xóm ở B2 Giảng Võ, cùng tòa nhà luôn. Phong này, hàng mới thì nó nguyên liệu phong luôn. Anh em được. Đây hình ảnh quen thuộc anh em đây. Đây hàng mới thì người ta đóng hộp cho mình nó như thế, chứ ngoài này chỉ là thùng bảo vệ thôi, tất cả nằm ở trong này. Anh em bóc tem laptop mới bao giờ chưa, hay là lần đầu trải nghiệm dịch vụ tận quan đấy, nhân vật chính hình ảnh quen thuộc thôi. Thì đi theo nó có, anh em hỏi có phụ kiện gì đi, có sạc này, chịu theo máy này, đây cho mình cục chuyển đổi này, đấy là tất cả phụ kiện theo máy, sách hướng dẫn. Thì mình là người đầu tiên bốc tem thì mình sẽ được quản lý những cái linh kiện của mình, là có là yên tâm về cái niềm tin đấy, biết là hãng có gì mình được dùng hết. Đấy là cái sản phẩm mới đấy, tổng quan XF9315 nhân vật chính. Thì cái thông tin đơn hàng đợt này rất là vui cho anh em đặt đợt này. Như anh này đặt đợt này về nhanh, anh em đặt đợt trước thì về hơi lâu, thì mong anh em thông cảm một chút. Đợt này đơn của anh đặt là ngày 19 tháng 7 2024, và hôm nay là 31, tầm 10-12 ngày khoảng đấy. Vâng, anh cứ nghe đấy, có 12 ngày. Thì bình thường đặt bên Mỹ về là 4-6 tuần, thì anh em phải thông cảm là không phải mình đặt mua phát là chuyển được về luôn, thì bên mình cũng phải gom lô và phụ thuộc bên bán nữa. Bình thường đến lúc mà nhập bên Mỹ thì ít nhất mất tầm 3 đến 7 ngày, thậm chí cả 10 ngày cơ. Anh em mà hay mua hàng ở Mỹ thì cái thông tin mình chia sẻ rất là chuẩn luôn. Mua của hãng người ta mới chuyển, chứ không phải mua phát là chuyển về được luôn. Đấy, nguyên bị hãng nó bị delay mất khoảng một thời gian rồi. Đấy, tình trạng nguyên bản nó như này. Cái này là in sẵn rồi. Có sẵn Windows bản quyền, có sẵn Windows bản quyền. Thì bây giờ anh em chỉ tiến hành bung Windows thôi. Bung Windows sau đó mình cài đặt thêm một số ứng dụng văn phòng để sử dụng. Vâng, em xử lý hết luôn cho anh nhé. Vâng, anh em xử lý hết luôn cho. Ok, thì tiện chia sẻ với anh em luôn. Thì đợt này bên mình thể về cả cái dòng outlet nữa. Model này hiện tại giá đang bán là tháng 7, 31 tháng 7 là anh em lấy luôn là 26 triệu, còn đặt hàng là 21.5 triệu. Tại vì bên kia người ta shop mình mua mới chuyển về được. Đấy, đơn mình khách hàng đặt được trước thì đợt này trả cho anh em. Thì cũng cùng cái cấu hình đấy, anh em muốn thấp hơn về giá thì bên mình có thêm cái sản phẩm outlet này, đeo outlet của đeo. Bên trong thì phụ kiện và hình thức nó y chang như này. Thì outlet đây thì là người ta để cái thùng nó kém xinh hơn. Đấy, thùng đóng lại. Thì mình giải thích luôn cái thùng outlet này này, có thể vì lý do gì đấy. Một là hàng lỗi bảo hành, hãng người ta sẽ làm lại, người ta thay toàn bộ đồ mới, xong rồi qua quy trình kiểm định đạt tiêu chuẩn bán ra thị trường, người ta đóng lại, gọi là hàng outlet, được giảm mấy chục phần trăm về giá. Hai là hàng kiểu cho thuê dự án, giả sử như là các kỳ họp quốc hội chẳng hạn, hoặc là những doanh nghiệp nôm na là như thế, thì người ta sẽ thuê một loạt, cho thuê xong hết cái giá trị sử dụng thì hãng người ta lấy về, người ta đóng lại, người ta làm lại một lượt, đạt hết tiêu chuẩn người ta bán ra thị trường, cũng gọi là hàng outlet, hàng refurbished. Đây cái thùng như này đấy, anh em mà lấy những cái chiếc như này sẽ được giá nó mềm hơn cái chiếc hàng brand new. Ngoài nó khác nhau, phân biệt khác nhau chỉ cái thùng thôi, còn nếu không có cái thùng này mà khui gì để máy không thì anh em không biết được hàng nào với hàng nào cả, có thể là bỏ tiền mua bằng giá hàng mới nhưng mà được sở hữu cái hàng là hàng outlet này. Đấy, thông tin bên mình đưa ra cho anh em rất là rõ ràng, chủ thể chính thôi. Công việc còn lại là bây giờ mình sẽ bung cái Windows bản quyền này cho anh em cài đặt thêm, vâng, ứng dụng văn phòng. Cảm ơn.